Các bạn, hôm nay mình sẽ thực hiện video clip về ý nghĩa của những giấc mơ. Ở đây mình đã có sẵn 3 tụ bài: tụ 1 viên đá màu xanh lá cây, tụ 2 viên đá anh hồng, tụ 3 là viên đá màu xanh da trời. Các bạn hãy chọn tụ bài hoặc là viên đá các bạn cảm giác ưng ý nhất. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải tụ 1 viên đá màu xanh lá cây. Đối với những bạn chọn tụ 1 viên đá màu xanh lá cây, chúng ta có lá một cốc, chúng ta có lá 5 kiếm. Ý nghĩa của những giấc mơ, mình không biết dạo gần đây các bạn có thường mơ về người cũ, các bạn có mơ gặp ai đó, hay là các bạn có suy nghĩ là suy nghĩ bị nhiều quá hay không. Tức nghĩa là các bạn cảm giác gặp những người quen quen, các bạn thấy được nhiều thứ, đi nhiều nơi. Tức nghĩa là giấc mơ của các bạn nó có thể bao hàm tới việc gọi là gặp người, đi đâu đó, trải nghiệm những cái cảm xúc cũ, những câu chuyện cũ, gặp lại người cũ. Thì đối với bạn, ý nghĩa của giấc mơ này đó là gì? Đó là cho bạn thấy được những cái gì đã qua, cho bạn đến những cái nơi đã đến, và để bạn thấy những cái gì mà bạn vẫn còn bị mắc kẹt trong tiềm thức. Mình cảm giác một cốc ở đây nó gọi là những cái duyên, những cái mình không dám gọi là một cái gì nó ghê gớm lắm, nhưng mà người ta nói đó là mỗi người đến với nhau trong cuộc đời đó là một cái sự liên kết, một cái bài học mà họ là một người thầy và chúng ta là một người trò, và bạn sẽ là một người thầy và họ sẽ là một người trò. Tức nghĩa là có một cái sự tương đối qua lại giữa bạn và họ, và tùy theo cái kết cục ở đây nó là có hậu hay không có hậu, mà cái vai trò của người đó sẽ là đi hay ở, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái giấc mơ của bạn nó giống như là một cái sự luyến tiếc một cái gì đó mà mình cảm giác bạn đã từng chưa thực sự làm hết mình, hết sức, hoặc bạn còn bị tiếc nuối, bạn còn bị ám ảnh, hoặc là đôi khi trong một số trường hợp mình cảm giác bạn nghĩ là nếu như, giá như, ước như, mọi chuyện sẽ như. Mình cảm giác là bạn là một kiểu người suy nghĩ rất là nhiều. Tâm trí của bạn nó thường không phải là ở trên mây. Bạn là một người thực tế, nhưng mà bạn là một người rất là thực tế nha. Bạn suy nghĩ mọi chuyện nó rất là rõ ràng, trắng đen. Thật ra đối với bạn, câu chuyện cũ, những gì đã qua, nó đã qua, thì mình cảm giác bạn luôn luôn nghĩ ra là chấm dứt rồi. Tuy nhiên có những thứ bạn luôn thắc mắc, những cái gì mà còn bị chưa có câu trả lời rõ ràng, những cái gì nó còn bị khúc mắc, còn bị mắc kẹt á, thường thường bạn sẽ cảm giác không hài lòng. Và mình cảm giác ý nghĩa của những giấc mơ này nó giống như kiểu để cho các bạn biết là cái gì nó đã qua rồi thì thôi, cứ để cho nó qua và bạn bước tiếp như thế nào. Mình cảm giác có những lúc bạn nghĩ là mình, giá như mình thay đổi như thế này như thế kia, bạn không phải là người sống vì quá khứ, nhưng bạn luôn luôn có một cái quá khứ nào đó nó đeo bám, nó giữ chân bạn lại. Không phải là bạn sẽ mắc kẹt ở trong đó, bạn luôn ý thức được bạn luôn phải tiến về phía trước, bạn phải làm gì đối với nó, bạn phải làm gì với cuộc sống, bạn là một người sống rất là trách nhiệm. Nhưng nhiều khi mình cảm giác cái việc mà bạn suy nghĩ về những cái đã qua, nó khiến cho bạn bị cuốn vào cái dòng quay, cảm xúc của bạn nó bị cuốn vào, và mình cảm giác bạn không giải phóng được hết. Chứ bạn không phải là, giống như mình nói, là một cái kiểu người bị ám ảnh bởi quá khứ hoặc là những cái vết thương cổ. Mình cảm giác được bạn cũng có những cái vết thương không lành được. Mình cảm giác bạn mang trên mình những cái sự tổn thương, những cái nỗi đau, nhưng mà mình cảm giác bạn rất là mạnh mẽ, đủ để vượt qua. Và năm kiếm ở đây mình cảm giác nó giống như là có thể trong một số trường hợp những bạn chọn tụ một này đang có những cái dự định, những cái mong ước, những cái tham vọng, những cái ước mơ, những hoài bão, những cái gì chưa đạt được, và các bạn đang trên con đường chinh phục hoặc là thực hiện nó, và bạn không chắc chắn lắm về năng lực của bản thân các bạn nên các bạn nằm mơ. Thì mình cảm giác là bài học của các bạn có thể là hãy tin vào bản thân, tin vào quyết định của các bạn nhiều hơn. Thì đó là thông điệp của những bạn chọn tụ 1. Mình sẽ chuyển sang thông điệp của những bạn chọn tụ 2. Ý nghĩa giấc mơ của những bạn chọn tụ 2: chúng ta có lá kỵ sĩ kiếm, chúng ta có lá 8 cốc. Thì đối với những bạn chọn tụ 2 á, ý nghĩa giấc mơ của các bạn có thể, có giấc mơ của các bạn nó có thể liên quan đến việc gọi là các bạn đi một cái nơi nào đó, các bạn gặp một cái người nào đó cũ, hoặc là các bạn đi trong những cái giấc mơ nó rất là kỳ lạ, kiểu giống như là những cái nơi bạn đã đến, hoặc là các bạn kiểu giống như là mơ theo kiểu như là lucid, tức nghĩa là những cái giấc mơ rất là thật, cho bạn cảm giác rất là sống động như 3D, 4D, hoặc là những cái giấc mơ mà sau đó nó sẽ trở thành hiện thực. Bởi vì mình vẫn cảm giác là cái giấc mơ của các bạn nó là một cái dự báo, một cái điềm báo, một cái gì đó nó mang tính theo kiểu là
Để cho các bạn biết là à sắp tới nó như vậy như vậy. Tuy nhiên các bạn đừng nghĩ các bạn là người có siêu năng lực hay là có một cái gì đó nó quá lớn. Đơn giản nó là một cái giấc mơ để dẫn đường cho các bạn, hoặc là một cái chế độ phòng vệ hoặc là bảo vệ của các bạn thôi. Thật ra sắp tới trong cuộc sống của các bạn không phải là sẽ có khó khăn, bệnh tật, vấn đề gì lớn lao đâu, hay là nó sẽ có những cái gì nó xấu đến với các bạn. Đơn giản cái giấc mơ mà các bạn gặp phải hoặc là đang mơ hoặc là đã mơ nó là một cái để các bạn thấy đó là bạn cần phải có một cái sự chuẩn bị. Cái ý nghĩa giấc mơ của các bạn, ngoài ra nữa mình còn cảm thấy đó là trong một số trường hợp mình nghĩ các bạn có những cái sự băn khoăn, những cái dự định, những cái quyết định mà mình thấy các bạn muốn thực hiện. Có thể là các bạn đang lựa chọn giữa những cái hướng đi ABC nào đó, các bạn đang đứng trước những cái cánh cửa đang chuẩn bị mở, hoặc là các bạn đang nắm trong tay nhiều cơ hội và các bạn chưa thật sự tin vào lựa chọn quyết định của các bạn. Mình cảm giác trong một số trường hợp các bạn đang có chạy trốn một ai đó, chạy trốn một vấn đề nào đó, hay các bạn đang chưa thật sự sống vì bản thân các bạn hay chưa. Bởi vì mình vẫn thấy là trong cái tụ hai này á, cái con người của các bạn đó là hai cái mặt đối lập rất là lớn. Một mặt đó là một người luôn suy nghĩ rất là nhiều thứ, một người nghĩ mình là người trải đời, một người nghĩ mình là người cứng rắn mạnh mẽ, một người luôn cố gắng mình là một người quyết đoán, nhưng bên trong bạn lại là một kiểu người đôi khi xù lông lên để bảo vệ lại cái vỏ mỏng ở bên trong. Trong một số trường hợp mình nghĩ cái giấc mơ của bạn nó giống như kiểu là sắp tới bạn có thể có cơ hội gặp một ai đó, bạn có thể gặp một cái người nào đó mà họ là một cái người ta thường gọi là nhân duyên. Đây bạn đừng nghĩ là tình yêu, chỉ đơn giản là một cái người họ đến, giống như mình nói của tụ một đó, là một cái người họ có một cái duyên nợ, một cái bài học nào đó để truyền tải cho mình và bạn cần phải trả họ, giống như là một cái nợ, một cái nghiệp quả, một cái duyên gì đó đưa đến thôi. Và việc mà bạn tiếp xúc với họ, bạn gặp gỡ họ, đó là một cách để bạn hiểu hơn về bản thân các bạn, hiểu hơn về những cái gì mà các bạn còn bỏ lỡ. Và mình thấy giống như là các bạn thường có khuynh hướng là hơi sợ những cái gì nó mang tính không chắc chắn, sợ những cái gì nó mang tính gọi là rủi ro, sợ những cái gì mà không rõ ràng, bởi vì bạn luôn muốn mọi thứ nó rõ ràng, nó chắc chắn, và nó giống như một cái con đường bằng phẳng để các bạn biết được là các bạn cần phải làm gì trong từng giai đoạn. Thì đó là thông điệp của những bạn chọn tuổi 2. Mình sẽ chuyển sang thông điệp của những bạn chọn tụ 3, viên đá màu xanh da trời. Thì đối với những bạn chọn tụ 3, viên đá màu xanh da trời, chúng ta có lá strength và lá 6 gậy. Thì đối với những bạn chọn tụ 3 thì bạn có thể yên tâm về giấc mơ của các bạn, bởi vì giấc mơ của các bạn nó liên quan nhiều đến câu chuyện là sự thành công, giấc mơ về của những điểm báo tốt, của những cái tín hiệu tích cực. Nếu mà tụ 2 là những cái giấc mơ của những cái việc mà liên quan đến những cái thứ không chắc chắn, rủi ro, những cái điều va vấp, thì bạn có thể tin rằng giấc mơ của bạn nó sẽ là một cái điềm báo mà bạn sẽ có được danh vọng, địa vị, thi đậu, tin tức tốt lành về tài chính, thời vận, nói chung là một cái gì đó nó mang tính tốt, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn có nằm mơ về người thân, người cũ, người thân trong gia đình nha, rồi ông bà cha mẹ, hoặc là người quen, hoặc là người yêu, những cái người mà đã có những cái ký ức, những cái sự gắn kết nhất định với bạn về mặt cảm xúc hay không, bởi vì mình vẫn cảm giác là bạn và họ có một cái sự liên kết rất là mạnh. Và cái giấc mơ này nó giống như là một cái điều cho bạn biết là bạn xung quanh bạn, bên cạnh bạn luôn có những người tốt, luôn có những người yêu thương bạn, luôn có những người đùm bọc và che chở, tức nghĩa người ta thường nói là có quý nhân, hoặc là luôn luôn có những người support, hỗ trợ cho bạn vậy. Và trong cuộc sống, hoặc là ít nhất trong thời gian tới, thì bạn sẽ có được những cái sự, giống như mình nói là thành công nhất định trong một số lĩnh vực, hoặc là bạn sẽ có những cái tin tức tốt lành, hoặc là bạn có đang gặp vấn đề về sức khỏe hay không, thì thời gian tới bạn cũng có một sự cải thiện về mặt sức khỏe. Mình cảm giác giống như là nếu mà bạn gọi là trong độ tuổi kết hôn, hoặc là đã có đối tượng, hoặc là đang có ý định kết hôn, hoặc là có cái duyên nào đó về mặt tình cảm, tức nghĩa là sẽ có một cái duyên nào đó về mặt tình cảm, có thể là bạn sẽ gặp được một người yêu phù hợp với bạn, hoặc là bạn có thể gọi là gặp được một cái đối tượng mà bạn có thể
Cảm thấy gọi là có một cái sự gắn kết rất là lạ lùng với họ, hoặc là trong một số trường hợp đây là một cái giấc mơ về sự theo kiểu giống như là nếu bạn đã có người yêu và đang có giữ những cái dự tính xa hơn giống như về kết hôn, về có con, thì đây cũng có thể là một cái dấu hiệu của việc gọi là bạn sẽ có được những cái bước chuyển mình, những cái sự thay đổi về vị trí và vai trò trong một cái khoảng thời gian tới, bởi vì mình vẫn cảm giác tụ ba đó là một cái nguồn năng lượng rất là tích cực và bạn sẽ đón nhận được những cái năng lượng tích cực này bởi vì bạn luôn luôn cố gắng phấn đấu về những cái gì mà bạn đã có. Và mình cảm giác một điều là nếu mà bạn còn đang lo lắng, suy nghĩ, bận tâm về những cái gì mà khó khăn trong thời gian qua hoặc là những cái gì mà các bạn đang gặp phải, thì mình cũng nói là trong thời gian tới bạn sẽ có thể vượt qua được bằng chính khả năng của các bạn cộng một chút may mắn.